Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học năm 2019, em đã quyết định chọn trường trung học cơ sở Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội là điểm đến tiếp theo trên con đường học tập đầy khó khăn và thử thách của mình. Trường em có cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa như ánh bình minh của mặt trời luôn tỏa sáng. Trường em nằm ở vị trí trung tâm của xã Bình Minh, cổng trường trang nghiêm mở về hướng Nam, nhìn ra sân vận động và khu di tích đền Nội. Ngôi trường được thành lập năm 1955, trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, thầy và trò đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều năm liên tục, trường đạt tập thể lao động xuất sắc, được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thủ tướng Chính phủ. Trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia, cơ quan văn hóa. Trường rất vinh dự, hai lần được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. 66 năm trôi qua, thầy và trò trường trung học cơ sở Bình Minh luôn kế thừa, phát huy truyền thống, dạy tốt, học tốt với khẩu hiệu, chất lượng giáo dục là thước đo phẩm chất và giá trị chân chính của mỗi nhà giáo. Nâng cao chất lượng dạy và học là mục tiêu trọng tâm của phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Từ ngôi trường này, biết bao thế hệ đã được dạy dỗ trưởng thành và đã có nhiều thành công trong cuộc sống. Với riêng em, được bước vào trường trung học cơ sở Bình Minh là em được bước vào thế giới của tình thương và hạnh phúc. Để em học cách làm người, biết yêu thương, nhân hậu, biết ước mơ, khát vọng, biết vươn tới những chân trời tri thức bao la. Thời gian thấm thoát trôi đi, hiện tại em đang là học sinh lớp 8. Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được học tập tại ngôi trường này. Ở nơi đây có một căn phòng mà chúng em luôn yêu thích, đó là căn phòng truyền thống. Nơi đây như một bảo tàng thu nhỏ, trưng bày những thành tích mà nhà trường đạt được từ khi thành lập đến nay. Đó là một căn phòng mà mọi học sinh trong trường đều tự hào khi nói về nó. Mỗi ngày, em đều học tập không ngừng nghỉ với ước mơ một ngày nào đó em có thể mang về một thành tích cho nhà trường và được ghi tên lên bảng vàng trong căn phòng ấy. Không biết từ lúc nào, em đã yêu và gắn bó với ngôi trường này đến thế. Ngôi trường trung học cơ sở Bình Minh thân yêu luôn giang vòng tay đón chúng em mỗi sớm, mỗi chiều. Và cứ như thế, ngôi trường đã trở thành ngôi nhà biết mấy thân yêu của tuổi thơ em. Đã bao lần ngồi trong lớp học, nhìn ra sân trường, trong lòng em biết bao xúc động. Chiếc ghế đá im lìm dưới bóng râm mát của sân trường, như chờ đợi, như nhớ thương, như trông ngóng. Em cứ miên man nghĩ về biết bao thế hệ học trò như em đã từng trưởng thành, từng gắn bó và đã bay vào thế giới bao la với biết bao khát vọng. Em thầm nghĩ, ở nơi này, mỗi gốc cây, mỗi chiếc lá đều được ươm niềm hy vọng của thầy cô và mãi mãi xanh màu kỷ niệm. Trường em đẹp lắm, mọi người đều nhận thấy thế. Dưới mái trường rộng lớn này luôn có bàn tay của người cha, người mẹ nâng đỡ, dìu dắt đàn con thơ trưởng thành hơn qua từng ngày. Không phải cha nhưng vẫn gọi là thầy, chẳng cùng họ nhưng vẫn gọi là cô. Hai tiếng thầy, cô nghe thật thiêng liêng và ấm áp biết bao. Cuộc đời của những người nhà giáo luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng thật thanh cao, vĩ đại. Cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục thì thầy cô có công dạy dỗ, cho chúng em kiến thức và cách làm người. Thầy cô luôn là những người lái đò tận tụy, luôn kề vai sát cánh và ủng hộ chúng em trên con đường theo đuổi ước mơ. Viên phấn trắng trên tay thầy cô đã dẫn đường cho bao thế hệ tiếp nối nhau cùng trưởng thành. Thầy cô đã truyền đến cho chúng em không chỉ kiến thức mà còn là truyền thống văn hóa của dân tộc mình, một dân tộc đã gìn giữ và xây dựng đất nước này bằng mồ hôi, xương máu. Em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi nhận lớp. Đó là một buổi sáng mùa thu, tiết trời trong veo, dễ chịu. Cái cảm giác xa lạ lóe lên trong tâm trí em, nhưng rồi vụt tắt ngay khi em biết cô chủ nhiệm lớp mình là cô Lã Thị Vân. Cô mặc bộ quần áo giản dị, nở nụ cười tươi tắn dẫn em vào lớp. Cô trạc tuổi mẹ em, sở hữu dáng người mảnh dẻ nhưng trông thật khỏe khoắn, làn da cô sáng nhẹ, mịn màng, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt đen láy như biết nói luôn nhìn chúng em trìu mến. Vì là một học sinh từ nơi khác chuyển về nên em không quen ai cả. Em rụt rè, nhút nhát, không dám bắt chuyện với ai. Bởi em thấy lạ lẫm với thầy cô, bạn bè, với môi trường mới và phương pháp giáo dục ở cấp 2. Ấy vậy mà, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của cô chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn, em đã vượt qua quãng thời gian đó một cách nhanh chóng. Em được làm quen với bộ môn vật lý, một môn học mới lạ và hết sức khó nhằn, đòi hỏi tính tư duy, logic cao.
Quãng thời gian đầu em đã rất lo lắng, sợ rằng mình không học tốt môn này. Nhưng thật may khi cô Vân là giáo viên dạy môn học này. Cô xuất hiện như một vị cứu tinh của em, khiến em từ một người thấy môn vật lý rất nhàm chán. Trong mỗi giờ học vật lý, cô đều giảng chậm và kỹ từng chút một. Đối với em, cô chính là ngọn đèn soi sáng, truyền cảm hứng, động lực cho em để em có như ngày hôm nay. Trong tâm trí em, cô là người giáo viên tuy giản dị, nhưng không kém phần đặc biệt. Không phải lúc nào cô cũng hiền, cũng tươi cười, bởi có những khi lớp không nghe lời hay tái phạm lỗi lầm nhiều lần, cô trở nên thật nghiêm khắc. Bên ngoài cô cứng rắn, mắn lớp như vậy, nhưng sâu trong đôi mắt của cô ánh lên một chút buồn, một chút lo lắng. Em biết cô buồn vì lớp hư, không vâng lời nhưng cũng rất lo cho tương lai, kết quả học tập của từng bạn. Người ta thường nói, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Đúng là như vậy, chúng em còn là những đứa học trò đang ở cái tuổi ẩm ương, suy nghĩ và hành động còn bồng bột, nồng nổi, rất dễ tái phạm sai lầm. Biết được điều đó, cô luôn thông cảm và thấu hiểu. Cô từng nói một câu làm em nhớ mãi. Ai rồi cũng sẽ mắc phải sai lầm, điều quan trọng là phải biết đứng lên từ những lỗi lầm đó. Thử thách, gian nan, lắm lúc làm em chùn bước, nhưng em biết đằng sau em luôn có bóng dáng của cô. Cô sẽ luôn động viên, khích lệ chúng em, bởi cô luôn mong mỏi từng bước trưởng thành của mỗi học sinh. Mỗi lần như vậy, em đều ân hận vô cùng, tự trách bản thân đã phụ lòng cô và sống mỗi lần như thế. Không chỉ bản thân em mà cả lớp đều bàn ba nhau cố gắng hơn. Thời gian trôi nhanh, không đợi cũng chẳng chờ một ai. 2 năm không phải là quá ngắn nhưng cũng không quá dài. Đủ để cô và lớp có thể hiểu nhau, có với nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp. Chắc chắn em và các bạn không thể quên những tháng dài nghỉ hè sớm vì đại dịch Covid-19 và rồi phải thi kết thúc học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến. Nhưng tất cả đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, khép lại một năm học đầy khó khăn và thử thách. Năm học 2021-2022 sẽ là dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí em và các bạn. Chúng em cùng cô đã đón lễ khai giảng online mà sao vẫn ấm áp tin thầy trò, vẫn náo nức hy vọng tràn đầy. Và rồi những tiết học qua Zoom đã diễn ra suốt 2 tháng qua, chúng em vẫn luôn có cô đồng hành và chỉ bảo, vẫn vẹn nguyên sự nhiệt tâm của cô dành cho học trò, nên bài học nào chúng em cũng hăng say, háo hức. Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần nào vẫn rộn rã tiếng cười, niềm vui. Xin cảm ơn cô Vân, người đã đồng hành cùng tập thể lớp từ những ngày đầu tiên còn rụt rè, bỡ ngỡ. Cảm ơn vì sự hy sinh thầm lặng của cô, vì cô đã không quản ngại khó khăn, vất vả, mà ân cần, tận tụy, chỉ dạy cho chúng em từng ngày. Em biết rằng, rồi đây sẽ phải rời xa mái trường này. Thời gian trôi đi, năm tháng sẽ làm nhòe tất cả. Nhưng trong lòng em luôn có một điều mãi mãi xanh màu kỷ niệm. Em sẽ không quên những tháng ngày được học tập ở nơi đây, không quên công ơn dưỡng dục của những người lái đò thầm lặng, không quên cả những kỷ niệm tươi đẹp với bạn bè. Em sẽ mãi nhớ tới ngôi trường này như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp trên đường đời còn nhiều gian nan, thử thách. Những cánh cửa, những mặt bàn, mặt ghế cùng bao nét chữ mang tên bạn bè em, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Trường em sẽ khác, sẽ được xây mới hơn, hiện đại hơn. Nhưng trong tâm hồn em, ngôi trường yêu dấu vẫn không mất đi, bởi nó gắn với tình thầy cô, tình bạn rất đỗi thiêng liêng. Dù sau này em có đi đến muôn nơi, được học ở nhiều ngôi trường khác, ở những cấp học cao hơn, thì trái tim em vẫn luôn mãi cảm ơn mái trường trung học cơ sở Bình Minh thân yêu cùng những người bạn tuyệt vời của em và đặc biệt là các thầy cô đã dạy dỗ chúng em, cho chúng em một hành trang vững chắc để chúng em tự tin bước vào tương lai.